Ba gạc lá to, tên khác, ba gạc Campuchia, hơ rác, ca đây, bộ phận dùng, vỏ rễ phơi hay sấy khô, thành phần hóa học, vỏ rễ cây trồng 2 năm của ba gạc lá to, chứa alkaloid toàn phần so với dược liệu khô, sơ bộ thấy có amylin và recespin. Công dụng, rễ ba gạc lá to được dùng để điều trị tăng huyết áp dưới dạng cao lỏng hoặc viên alkaloid toàn phần. Cao lỏng 1,5% mỗi lần dùng 10 đến 20 giọt, ngày 2 đến 3 lần, viên alkaloid toàn phần 2 mg, mỗi lần 1 viên, ngày 2 đến 3 lần. Rễ ba gạc lá to cũng được dùng làm nguyên liệu để chiết recespin và amylin. Dược Bảo Kỳ Nam, thuốc nam kỳ diệu, xin kính chào quý khách. Bảo Kỳ Nam với tôn chỉ hoạt động bảo tồn và phát huy những cây thuốc, bài thuốc nam có tác dụng kỳ diệu giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người Việt một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Các sản phẩm của Dược Bảo Kỳ Nam được nghiên cứu và chuyển giao công nghệ bào chế bởi các nhà khoa học về dược liệu hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất.